Sau đây là kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 29 tháng 8 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0, 1. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 5, 5. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5706, 3539, 9991. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8686. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 80871, 41844, 70215, 17381, 83580, 89852, 15534. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 55150, 13209. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 18491. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 52625. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 3148222. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 3148222.